Nhiều chỗ đồng ruộng trồng lúa mì biến trở thành bãi chiến trường. Có nhiều người nông dân liều mạng vẫn còn làm tiếp tục. Họ liều mạng để làm tiếp tục để cho những người khác có thể còn có đồ ăn. Ukraine là một trong những cái nước cung cấp những lúa mì và bắp cho những nước nghèo trên thế giới và hiện tại ngay bây giờ đang bị chậm chạy một chút xíu tại vì nước nga đang chiếm tới từ ở trên đất liền còn đối với ngoài biển thì nước nga chặn lợi không cho hàng quá ra vô một cái cách mà có thể thắng lại bên nước nga đó là ukraine phải dùng những cái vũ khí bắn từ xa của hoa kỳ và nước anh sắp gợi tới làm như vậy để cho một cái con đường đi nó được an toàn ở ngay biển đen ở bên ukraine và ông tổng thống bên ukraine nói cho biết tôi tin tưởng là sau khi chúng ta làm được cái cách vận chuyển hàng hóa. Chúng ta phải làm sao để bảo vệ cho tàu nó đi ra, làm như vậy bảo vệ cho những nước khác nữa. Đây không phải những cái tàu của bên nước Nga cần phải để ý tới không. Và dọc ở biển chỗ này thì cũng có rất là nhiều những cái miền đã đặt ở phía dưới. Ở đây thì có những cái mền của Ukraine đã đặt xuống, rồi nước Nga cũng đặt xuống nữa. Đây là bà sếp Captain, bà nói cho biết, họ đặt mền để bảo vệ cho chỗ này. Một cái lo ngại mà về nước Nga mà tấn công tới ở bên Odessa hiện tại ngay bây giờ vẫn còn lo tiếp tục hiện tại ngay bây giờ cũng đang lo ngại lo ngại rất là nhiều là về tình trạng thiếu lương thực trên thế giới ngày hôm nay bên pháp nói về cái chuyện của putin nói là về cái chuyện Putin có chiến tranh như vậy nó không có khá gì cả và nói ra thì có lẽ là làm cho tổng thống ở bên nước Nga quê thêm nữa đại hỏi đối với bà xếp này bà muốn nói về những gì về chuyện này không thể nào mà ông Putin có thể mà bị quê nhục nhã về chuyện này cả làm nhục nhã cho đất nước của ổng đó ổng không thể nào làm được thêm nữa tại vì ngay lúc này ổng đã làm nhục nhã cho cái nước của ổng rồi đó là cô ta nói theo cổ Hoa Kỳ nói cho biết cách mà nước Nga làm như vậy trong lúc này ổng khác nào là đang trống tiền của nước khác bên nước nga đang lấy lúa mì của Du quen đem bán để kiếm tiền cho bản thân của mình những người nông dân của Du quen nói không phải lúa mì của họ bị ăn cắp không mà những máy móc để mà trồng trọt thì cũng bị nước nga lấy chồng chĩa nữa